Hi there, welcome to our channel. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Our today lessons A, review 1 for 3 unit 1, 2 and 3. Student book Alan Smart Grade 10. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần ôn tập phần review của 3 unit 1, 2, 3 của sách tiếng Anh lớp 10 Alan Smart Grade. Now are you ready? Let's do it. The first part is listening. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần listening. You will hear 5 short conversations. You will hear 8 conversation time. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer. A, B or C. Trong phần này, chúng ta sẽ nghe 5 đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi đoạn hội thoại 2 lần. Sẽ có một câu hỏi cho mỗi đoạn hội thoại. Và mỗi câu hỏi thì chúng ta sẽ chọn ra câu trả lời đúng A, B or C. Alright. Now, number one, question number one. What is Jay doing on Sunday morning? Bạn Jay dự định sẽ làm gì vào sáng chủ nhật đúng không? Now, let listen and find the correct answer. Now, look at picture letter A. This means they have a party, right? Picture letter B. The painting, right? Drawing and picture letter C. Ride a bike. Cởi xe đạp, right? So which one is the correct answer? What is Jay doing on Sunday morning? Chúng ta sẽ cùng nhau nghe cái đoạn hội thoại và xem thử là bạn Jay sẽ làm gì vào sáng chủ nhật. Alright? You will hear 5 short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer A, B, or C. 1. What is Jay doing on Sunday morning? Hi, Jay. Leo came back yesterday. Really? I haven't seen Leo for years. Would you like to come to a party on Saturday morning? We're having a welcome home party. Ah, sorry. I'd love to, but my parents are busy, so I offered to take my sister to her art class. Oh, that's a shame. Well, would you like to go for a bike ride with Leo and I on Sunday morning instead? Yeah, sounds great. Now, listen again. Hi, Jay. Leo came back yesterday. Really? I haven't seen Leo for years. Would you like to come to a party on Saturday morning? We're having a welcome home party. Ah, sorry. I'd love to, but my parents are busy, so I offered to take my sister to her art class. Oh, that's a shame. Well, would you like to go for a bike ride with Leo and I on Sunday morning instead? Yeah, sounds great. Okay, so what is Jay doing on Sunday morning? Go for a bike ride. Như vậy là bạn ấy sẽ đi đâu? Sẽ đi cưỡi xe đạp. Alright, go away. Now, question number 2. What activity did Lucy decide to do? Ở hoạt động số 2. Ở câu hỏi số 2. Hoạt động nào mà Lucy quyết định là quyết định tham gia? Okay, Lucy quyết định làm gì? Đúng nhá. Lucy quyết định tham gia vào hoạt động gì? Alright, now have a look at picture letter A. That means do aerobic, tập thể dục nhịp điệu. Alright, B, go canoeing, là đi chèo thuyền. And C, that means do martial art, do karate. Ở Taekwondo, alright, do martial art, alright, là tập võ, đúng không? Võ thuật, võ karate hay là võ Taekwondo gì đó. Alright, now let's see what activity did Lucy decide to do, alright? Now listen. 2. What activity does Lucy decide to do? Hello, Lucy. I think I'm going to join the karate club. It looks so fun. That's great. I want to do something fun in my free time.
but I don't know what to do. Well, do you like doing aerobics? No, I can't stand doing aerobics. Do you like going canoeing? My sister usually goes canoeing on Sunday mornings. You could join her. Wow, that sounds nice. I love outdoor activities. Now, listen again. Hello, Lucy. I think I'm going to join the karate club. It looks so fun. That's great. I want to do something fun in my free time, but I don't know what to do. Well, do you like doing aerobics? No, I can't stand doing aerobics. Do you like going canoeing? My sister usually goes canoeing on Sunday mornings. You could join her. Wow, that sounds nice. I love outdoor activities. Okay, so what activity did Lucy decide to do? Go canoeing, right? So now let's see. Do you like go canoeing? My sister usually go canoeing on Sunday morning. You could join her. Wow, that sounds nice. I love outdoor activity. Alright, so Lucy decide to go canoeing on Sunday mornings. Alright. Good job, everyone. So now, question number three. What activity does Susan say is boring? What activity does Susan say is boring? Câu hỏi số 3, chúng ta xem thử là bạn Susan nói hoạt động nào thì nhàm chán. Alright. Now have a look at picture letter A. That means go running. Right? Picture letter A. That means go running. Picture letter B. Do crossword puzzle. Giải câu đố trò chơi chữ. Picture letter C. Go climbing. Right? Go climbing. Tức là leo núi. I'll say. Okay, so which one? What activity does Susan say is boring? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và xem thử là bạn Susan nói hoạt động nào thì nhàm chán. Alright? 3. What activity does Susan say is boring? Hi everyone, my name's Susan. I'm 14. I really like doing crossword puzzles. I like doing them with my brother on the weekends. He's only 10 years old, but he's smart. He can finish them quicker than me. I can't stand going running. It's so boring. But I enjoy going mountain climbing with my friends. I'm a member of my high school outdoor club. Now, listen again. Hi everyone, my name's Susan. I'm 14. I really like doing crossword puzzles. I like doing them with my brother on the weekends. He's only 10 years old, but he's smart. He can finish them quicker than me. I can't stand going running. It's so boring. But I enjoy going mountain climbing with my friends. I'm a member of my high school outdoor club. Okay, so what activity does Susan say is boring? Go running, alright? A, go running. So where the key? Here. I can't stand going running. It's so boring. Tôi không thích chạy bộ. Nó quá là nhàm chán. Alright, so A is the correct answer. Now question number 4. What activity does Eddie like doing on Sundays? Hoạt động nào mà bạn Eddie thích làm vào mỗi ngày chủ nhật? Alright, now picture letter A. That means play board game. Alright, picture letter B. Do martial art, right? Like do karate, do taekwondo, right? Picture letter C, that's me. Go running. So which one do Eddie like doing on Sundays? Vậy đâu là hoạt động mà bạn Eddie thích làm vào những ngày chủ nhật? Now let's listen together. 4. What activity does Eddie like doing on Sundays? Hello, I'm Eddie. I love sports. I like going running early in the morning on weekdays. Lots of my friends don't like getting up early, but I do. I enjoy doing karate on Tuesdays and Thursdays.
On Sundays, I want to stay at home and spend time with my younger brother, Brad. We like playing board games together. They're so much fun. Now, listen again. Hello, I'm Eddie. I love sports. I like going running early in the morning on weekdays. Lots of my friends don't like getting up early, but I do. I enjoy doing karate on Tuesdays and Thursdays. On Sundays, I want to stay at home and spend time with my younger brother, Brad. We like playing board games together. They're so much fun. Alright, so what activity do Eddie like doing on Sundays? Play board games, right? Play board games. Now, where the key here? On Sundays, I want to stay at home and spend time with my younger brother, Brad. We like playing board games together, right? On Sundays, I want to stay at home and spend time with my younger brother, Brad. We like playing board games together. Okay, so A is the correct answer, right? Now, question number 5. What is Bill doing on Tuesday evening? What is Bill doing on Tuesday evening? Alright, Bill sẽ làm gì vào tối thứ ba? Alright, now picture letter A. Picture letter A, that's mean go canoeing, go swimming, right? Go diving, alright? Picture letter B, that's mean study English, right? And picture letter C, that's mean cooking, alright, cooking. Now, let's see what is Bill doing on Tuesday evening. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe xem thử là bạn Bill sẽ làm gì vào tối thứ ba nhé. Đi bơi, làm bài, làm bài tập về nhà hay là nấu ăn. Alright, now listen. Brad, we like playing board games together. They're so much fun. 5. What is Bill doing on Tuesday evening? Hi, Bill. Would you like to go canoeing this Sunday morning? Hi, Rose. I'm sorry, I can't. I have an English test next Monday, so I plan to study English this weekend. Okay. Are you free on Tuesday evening? No, sorry. I promised to help my mom cook dinner. That's so kind. Are you doing anything tomorrow? Yes, I'm free. Would you like to go swimming? Yes, I'd love to. Now, listen again. Hi, Bill. Would you like to go canoeing this Sunday morning? Hi, Rose. I'm sorry, I can't. I have an English test next Monday, so I plan to study English this weekend. Okay. Are you free on Tuesday evening? No, sorry. I promised to help my mom cook dinner. That's so kind. Are you doing anything tomorrow? Yes, I'm free. Would you like to go swimming? Yes, I'd love to. Okay, so what is Bill doing on Tuesday evening? Cooking. So C is the correct answer, right? Where the key here? Okay, are you free on Tuesday evening? Thế bạn có rỗi vào tối thứ ba không? Thì bạn trả lời sao? No, sorry. I promised to have my mom cook dinner. Oh, xin lỗi, mình đã hứa là giúp mẹ nấu bữa tối rồi. So, what is Bill doing on Tuesday evening? Cooking. Right? You're going to cook dinner. Okay, on Tuesday evening. Alright, so C is the correct answer. Good job, everyone. So now, let's move on to the second part. Now, the second part is reading. Now, second part is reading. 5 sentences has been removed from the text below. 4 questions to the best answer, letter A to letter H. There are 3 extra examples which you do not need to use. Trong phần này, chúng ta sẽ có 5 câu được
được cho ra khỏi đoạn văn. Cho mỗi câu hỏi thì chúng ta sẽ chọn câu trả lời đúng nhất từ A đến H. Alright, từ A đến H. Ok. Và sẽ có 3 câu bị dư mà bạn không cần phải sử dụng. Ok. Now, first thing first, let's read together. Alright. Shopping in Vung Tau City. My city isn't very big, but it's a really great place to go shopping. There's a huge shopping mall, 2 department stores, a few big thrift stores, and lots of small convenience stores. When I go shopping, it's usually to buy clothes or shoes, and there are plenty of places. The cheapest place is the thrift store. You can get second-hand but unique clothes there. The widest selection of clothes and shoes is in the department stores, but they are much more expensive. You'll find the best bargains for shoes, sneakers, and boots at the local market. They have the lowest prices in the city, but unfortunately, the staff is not very helpful. The most helpful staff is in the smaller shoe stores on the main street, but you won't find many bargains there. The most interesting store in my town is the local bookstore. It sells much more than books. They serve coffee, tea, and soft drinks. And they sell the tastiest cakes in the city. You can sit and read the books. They have magazines and newspapers too. You don't have to buy them. They also play the latest music and sell t-shirts of the most famous singers and bands. My friends and I often hang out there. Okay, so shopping in Vũng Tàu City. Shopping in Vũng Tàu City. Mua sắm ở thành phố Vũng Tàu. Okay, so number one is here. My city isn't very big, but it's a really great place to go shopping. So number one is B. Alright, tức là gì? Thành phố của tôi thì không lớn lắm, nhưng mà nó là một nơi tuyệt vời để mua sắm. There's a huge shopping mall, 2 department stores, a few big thrift stores, and lots of small convenience stores. Nó có gì? Một cái trung tâm thương mại lớn, 2 cửa hàng bách hóa, một vài cái cửa hàng bán đồ cũ lớn và một số cái cửa hàng tiện lợi nhỏ. When you go shopping, it's usually to buy clothes or shoes, and there are plenty of places. Khi tôi đi mua sắm thì thường sẽ mua quần áo, giày dép. Có rất là nhiều nơi. So number two here. Number two here. F, right? The cheapest place is the thrift store. Cái nơi rẻ nhất đó là cửa hàng bán đồ cũ. You can get second hand, but unique clothes there. Bạn có thể mua đồ cũ, nhưng mà là những bộ quần áo độc. Có 102 ở đó. Alright. The widest selection of clothes and shoes is in the department store, but they are much more expensive. Cái khu vực mà bán quần áo, giày dép rộng nhất đó là những cái cửa hàng tạp hóa, nhưng mà chúng thì đắt hơn nhiều. Alright. You'll find the best bargains for shoes, sneakers, and boots at the local market. Bạn sẽ tìm thấy cái giá hời, giá rẻ khi mua giày thể thao, giày boot ở chợ ở địa phương. Alright. So number three is here. G, right? Number three, G. They had the lowest prices in the city, but unfortunately, the start is not very helpful. Họ thì có giá rẻ nhất trong thành phố, nhưng mà không may đó là nhân viên thì không có hay giúp đỡ, không có hay giúp đỡ. Alright, the most helpful store is in the smaller shoe store on the main street, but you won't find many bargains. À, nhân viên mà hay giúp đỡ nhất đó là những cái cửa hàng giày nhỏ hơn ở những con đường chính, nhưng bạn sẽ không tìm thấy giá hời, giá rẻ. Alright. Nhưng mà bạn sẽ không tìm thấy giá hời, giá rẻ ở đó. Alright, so number four. So number four is the most interesting story
In my town is the local bookstore. Cái cửa hàng thú vị nhất trong thị trấn của tôi đó là cửa hàng bán sách ở địa phương. It sells much more than books. Nó bán nhiều hơn, nhiều thứ khác hơn là sách. They sell coffee, tea and soft drinks. And they sell the tastiest cake in the city. Họ có phục vụ cà phê, trà, nước ngọt và bán những cái món bánh ngọt ngon nhất trong thành phố. You can sit and read the books. Bạn có thể ngồi và đọc sách. Okay, so number five here. You don't have to buy them. Cái gì mà không cần phải mua? They have, right? They have magazines and newspaper too. You don't have to buy them. Họ có tạp chí và báo nữa. Bạn không cần phải mua chúng. They also play the latest music and sell t-shirts of the most famous singers and bands. Họ cũng chơi những cái loại nhạc mới nhất và bán những cái chiếc áo thun với của những ca sĩ ban nhạc nổi tiếng nhất. Đấy, họ cũng chơi những ban nhạc mới nhất và bán những chiếc áo thun của những ca sĩ ban nhạc nổi tiếng nhất. Đấy, my friends and I often hang out there. Bạn tôi, những người bạn của tôi và tôi thường thường chơi ở đó. Alright. Good job everyone. So now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. Now the next part is vocabulary. Master words with the description that two extra words what you do not need to use. Trong phần tiếp theo sẽ là phần từ vựng. Phần này chúng ta sẽ nói những từ được mô tả. Chúng ta sẽ nói các từ tương ứng với phần mô tả. Sẽ có hai từ dư mà chúng ta không cần phải sử dụng. Alright. Refuse là từ chối. Right. Promise, hứa, lời hứa, hứa hẹn. Tidy, gọn gàng. Offer, đề nghị. Arrange là sắp xếp. Right. Now number one, tell someone that you will certainly do something. Nói với ai rằng là bạn chắc chắn làm điều gì đó. Như vậy là promise, hứa đúng không? Promise, promise tức là hứa, tức là tell someone that you will certainly do something. Okay. Now number two, say what? So number two, say that you will not do something. Say that you will not do something. Hãy nói rằng là bạn sẽ không làm cái điều gì đó. Như vậy là gì? Refuse, 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 refuse. Từ chối, right? Refuse. Từ chối tức là say that you will not do something. Từ chối tức là bạn nói cái gì đó mà bạn sẽ không làm cái gì đó. Okay. Now number three, say that you're willing to do something. Hãy nói rằng là bạn sẵn sàng làm cái gì đó. Như vậy là gì? Offer. Đề nghị. Okay. Đề nghị làm cái gì đó. Say that you're willing to do something. Đề nghị làm cái gì đó. Okay. Good way. Knowledge check. Excellent, everyone. Now B, fill in the blanks using the words in the box. The two extra words which you do not need to use. Trong phần B chúng ta sẽ điền vào chỗ trống sử dụng những từ trong khung. Sẽ có hai từ dư mà chúng ta không cần sử dụng. Unreliable có nghĩa là gì? Không đáng tin. Warranty, giấy bảo hành. Selfish, ích kỷ. Receipt, biên lai. Hóa đơn, right? Easy going là dễ tính. Okay. Number one, make sure that you get a for everything you buy. You will need it if you want to return the goods. Okay. Make sure that you get a for everything you buy. You will need it if you want to return the goods. Hãy chắc chắn rằng là bạn phải nhận được cái biên lai cho những thứ mà bạn mua. Vì bạn sẽ cần nó nếu mà bạn muốn trả lại hàng hóa. So, number one is receipt. Hóa đơn, biên lai. Đảm bảo rằng là bạn nhận được biên lai cho những thứ mà bạn mua. Bạn sẽ cần nó nếu mà bạn muốn trả lại hàng hóa. Number two, her friend found out that she was a person. You don't trust what she says anymore. Những người bạn của cô ấy đã tìm thấy rằng là cô ấy là một người như thế nào, họ không tin tưởng những gì cô ấy nói nữa. Như vậy cô ấy là một người unreliable, người không đáng tin. Alright.
Her friends found out that she was an unreliable person. They don't trust what she says anymore. Những người bạn của cô ấy đã tìm thấy rằng là cô ấy là một người không đáng tin. Họ không tin những gì cô ấy nói nữa. Number three, share your toys with Jane, please, Julia. Don't be, says Mom. Selfish, alright, selfish. Share your toys with Jane, please, Julia. Don't be selfish, says Mom. Mẹ có nói gì? Hãy chia sẻ đồ chơi của con với Jane. Đi Julia, đừng có cất kỹ, alright. Now let's check. Excellent, everyone. So now let's move on to the next part. Now the next part is grammar. A. Write full sentences using the words below. Trong phần này chúng ta sẽ viết đầy đủ câu sử dụng phần gợi ý bên dưới. Ok, chúng ta sẽ viết đầy đủ câu sử dụng những từ bên dưới. Number one, we have my mom mop living room floor 3 times a week. So we can write here, my mom mops the living room floor 3 times a week. Okay. My mom mops the living room floor 3 times a week. Mẹ tôi lau sàn nhà. Mẹ tôi lau phòng khách. Mẹ tôi lau sàn phòng khách 3 lần một tuần. Okay. My mom is singular now. Mẹ tôi chính là danh từ số ít, chính là she, đúng không? Như vậy động từ của chúng ta nhớ thêm s nhé. Now, number 2. Peter does clean bedroom twice a week. So we can write here, Peter does clean the bedroom twice a week. Peter does clean the bedroom twice a week. Bố của Peter dọn nhà vệ sinh, dọn nhà tắm 2 lần một tuần. Okay. Peter does chính là he, như vậy động từ của chúng ta cũng nhớ thêm s. Alright. Now number 3, my older brother tidy his bedroom once a month. So we can write here, my older brother tidies his bedroom once a month. Anh trai của tôi dọn phòng 1 lần một tháng. Alright, my older brother tidies his bedroom once a month. Anh trai của tôi dọn giường của anh ấy 1 lần một tháng. It's terrible, right? Okay, good job. Now, B, fill in the blanks using the comparative or superlative form of the adjective. Trong phần số 2, trong phần B, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống sử dụng dạng tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất. Alright? Number 1, they built the castle in 1789, the library in 1890, and the university in 1910. So, which one is the newest? Như vậy, cái nào là mới nhất? The university is the newest of all. Right? The university is the newest of all. Right? Họ xây cái lâu đài vào năm 1789, thư viện vào năm 1890 và trường đại học vào năm 1910. Như vậy, cái nào là mới nhất? Cái nào thì mới nhất? The university is the newest of all. Như vậy, trường đại học thì là mới nhất trong ba. Okay. Number 2, the jeans cost $30, but the dress cost $50. So, which one is? So, the jeans are less expensive than the dress, right? Cái quần jean thì giá là $30, cái váy thì giá là $50. Như vậy cái nào đắt hơn? Cái váy đắt hơn, đúng không? Như vậy mình sẽ nói là gì? Cái quần jean thì nó rẻ hơn, là ít đắt hơn, đúng không? Quần jean thì ít đắt hơn là cái váy. Quần jean $30, cái váy $50. Như vậy là quần jean ít đắt hơn, less expensive than the dress. Good. Number 3, Ngọc doesn't had to work on Saturday, but her sister had to work on the weekends. Ngọc thì không phải làm việc vào những ngày thứ bảy, nhưng mà chị gái của cô ấy thì phải làm việc vào những ngày cuối tuần,
là bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật luôn đúng không? Như vậy ai là người bận rộn hơn? Ngọc sister. So we can write here, Ngọc sister is busier than her. Ngọc sister is busier than her. Vậy là chị gái của Ngọc thì bận rộn hơn cô ấy. Okay, good work everyone. So now let's move on to the next part. Now pronunciation. The next part is pronunciation. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo là phần phát âm. Alright, I circled a word that differs from the other three in position of primary stress in each of the following question. Trong phần này chúng ta sẽ khoanh tròn từ mà nó có phần trọng âm khác với những từ còn lại. Alright, unreliable, intelligent, easygoing, education. So which one? Intelligent. Intelligent trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Ba từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Alright, unreliable, easygoing, educational. Alright, now second one. Promise, finish, decide, answer. So which one? Decide. Right, decide. Decide là động từ có hai âm tiết, trọng âm được rơi vào âm tiết thứ hai. Ba từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Promise. Okay. Finish. Answer. Okay, các bạn lưu ý ha. Now let's check. Excellent everyone. Now we circle the words that had the underlying part pronounced differently from the other. Trong phần B chúng ta sẽ khoanh tròn từ mà nó có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. Decided, planned, arranged, offered. So which one? Decided. Alright, decided. Ba từ còn lại là phát âm được. Alright, các bạn lưu ý như phần ghi chú ở trên nhé. Đối với những động từ mà nó kết thúc bằng and, thì khi thêm ed cái đuôi chúng ta sẽ đọc là gì. Alright, các bạn lưu ý những cái phần được tô màu vàng ở trên thì khi mà thêm cái đuôi ed chúng ta sẽ phát âm là và trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ phát âm và trường hợp còn lại khi thêm cái đuôi ed chúng ta sẽ phát âm là and. Các bạn nhớ nhé. Now the next one, sell, cake, crush, play. So which one? C. Đây là âm e bạc đúng không? Crash. Còn ba từ còn lại là e. Sell, cake, sell, cake, play. Alright, good work everyone. Now let's check. Thank you everyone. So now let's move on to the next part. The next part is speaking the best Sunday ever. Một ngày chủ nhật tuyệt vời nhất chưa bao giờ có trước đó. Alright. In groups of two or four, plan the best Sunday ever. Think of two fun places and then tell your partners. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Nhóm của chúng ta sẽ từ 2 người đến 4 người. Sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch cho một cái ngày chủ nhật tuyệt vời nhất chưa từng trước đó. Chúng ta sẽ nghĩ ra hai cái địa điểm thú vị nhất. Sau đó chúng ta sẽ kể với bạn mình where you would like to go. Bạn thích đi đâu? Why you wanna go there? Tại sao bạn muốn đi đến đó? What you can do there? Và bạn có thể làm gì ở đó? Ok, chúng ta sẽ phải trả lời được ba câu hỏi này. Ok. Now be listen to your partner ideas and give your opinions. Say which one you like the most and the least. Then finally choose the one you all think is the best. Trong phần này chúng ta sẽ nghe ý tưởng của những bạn. Chúng ta sẽ nghe các ý tưởng của các bạn và đưa ra quan điểm của mình. Sau đó chúng ta sẽ xem ai là người mà bạn thích nhất, ai là người bạn ít thích nhất. Sau đó chúng ta cuối cùng là chúng ta sẽ chọn ra cái người mà bạn nghĩ là tốt nhất. Ok, see, tell another group your plans. Và sau đó chúng ta sẽ kể cho các nhóm khác về kế hoạch của bạn. Alright, and the last one, writing. Và phần cuối cùng của chúng ta sẽ là phần writing. In pair, check your partner writing practices for unit 1 to 3 using feedback from the lesson. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp kiểm tra các đoạn văn của các bạn trong 3 unit 1, 2, 3. Lưu ý là sử dụng phần feedback, phần biểu mẫu
Okay, từ các bài học. Now B, make a list of things you need to remember for your future writing. Trong phần B, chúng ta sẽ lập danh sách về những điều em cần nhớ cho lần viết sau, alright? And C, compare your list with another group and add anything you think is useful. Và trong phần C thì chúng ta sẽ so sánh cái danh sách của em với các bạn khác, và sau đó chúng ta có thể thêm những thứ mà bạn nghĩ là nó hữu ích. Ok, so sánh danh sách của em với các nhóm khác và thêm bất kỳ thứ gì mà em cho là hữu ích. Alright, ok, so it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần ôn tập của bài unit 1-2-3 của sách tiếng Anh lớp 10 Island Smart Grammar. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Goodbye and see ya.